Còn bây giờ sẽ là những cặp đấu tứ kết 3 và tứ kết 4. Trên sân số 1 sẽ là cuộc đối đầu giữa THEANH28 và Phoenix. Trên sân số 2 sẽ là cuộc đối đầu giữa FC và Đại Từ. Đại Cán giờ này cũng rất tích cực theo dõi những luồng livestream của những trận đấu VSC. Chắc là cũng khỏi chấn thương và ngứa chân lắm rồi. Đây là đội hình ra sân của Phoenix. Trên khung thành là thủ môn Nguyễn Đình Ý Hòa. Các trung vệ có Quân Neto, Đinh Sơn Hải. Và chúng ta sẽ cùng cổ vũ cho cả hai đội và cùng chờ đợi một trận đấu hay đẹp. Như vậy là hiệp 1 đã bắt đầu và Phoenix trong trang phục trắng, hồng, tím quen thuộc ở phần sân bên phía tay trái màn nhỏ của quý vị và các bạn. Trong khi đó thì THEANH28 với trang phục xanh nhạt màu trắng ở phần sân bên phía tay phải. Chúng ta nghe được rất rõ những lời chỉ đạo của Nguyên Thành Sport. Không được. Công dành cho Phoenix, 3 đánh ngay. Quân Etoo, Hải Con hơi chậm. Lúc này thì Nguyên Soái xứng đáng là nhạc trưởng của THEANH28. Hầu hết tất cả những tình huống tấn công của THEANH28 đều qua chân người đội trưởng của đội bóng này. Đức Nhật. Nhật là quay, nguy hiểm. Suýt nữa thì có bàn thắng mở tỷ số cho THEANH28. Đây có thể được coi là cơ hội lớn đầu tiên của THEANH28. Pha xử lý rất khôn ngoan và khéo léo của Vũ Đức Nhật. Đức Nhật là một chàng trai đến từ Lào Cai. Đó là những sự vững vàng và ổn định đến từ THEANH28. Cắt bóng là Quân Etoo, Hải Con, Cường Con. Đã có tình huống phạm lỗi của Hà Trọng Tuyên. Lại làm cú đá nữa của Quân Etoo. Hùng Vũ Thọ, chân trái, nguy hiểm. Như vậy là đã có bàn thắng mở tỷ số cho các cầu thủ Phoenix. Và đó là một pha xử lý rất hay của Hùng Vũ Thọ. Một tình huống lắc vào trung lộ và sau đó là một cú đá chân trái gần như không thể cản phá. Đã có lỗi trong hệ thống phòng ngự của các cầu thủ THEANH28. Và có vẻ như là thủ môn Hoàng Béo đã bị che khuất tầm nhìn. Chúng ta cùng xem lại. Đường chuyền khá bất ngờ của Quân Etoo. Cú lắc vào phía trong. Và tình huống dứt điểm có thể nói là rất cơ bản của Hùng Vũ Thọ. Cú đá mù chính diện, bóng đi căng và găm thẳng vào góc gần. Trước sự bất lực của Hoàng Béo, đúng là bóng cũng đã khẽ chạm một cầu thủ phòng ngự bên phía THEANH28. Rồi, không được. Rất tiếc là bóng đã không đến được vị trí của Trần Ngọc Minh. Thịnh Canh Tề. Và xử lý với AB khá hay của Thịnh Canh Tề. Và một lần nữa chúng ta thấy được vai trò của Quân Etoo. Goal! Rất tiếc là pha xử lý của Đức Nhật đã không chiến thắng được kinh nghiệm và bản lĩnh của Quân Etoo. Sơn TB. Đường chuyền rất hay. Rất tiếc là trong pha bóng vừa rồi thì Nguyên Soái đã xử lý bị chậm mất một nhịp. Sơn TB vừa vào sân và ngay tức đã để lại sự khác biệt với một pha xử lý có thể nói là cực hay ở khu vực trung lộ. Và ném bóng tấn công của Ý Hòa. Hải Con. Bóng không đến được vị trí của Cường Con. Công Bình. Nguyên Soái. Đường chuyền khá mạo hiểm của Công Bình nhưng thành công. Hà Trọng Tuyên. Quý Tùng. Lần nữa Ý Hòa đã cắt được bóng ngay trước tầm dứt điểm của Hoàng Sơn. Ngay sau đó là một tình huống phản công trực diện của cầu thủ Phoenix. Đường chuyền giải tỏa của Quân Etoo. Can thiệp của Quý Tùng. Tình huống pressing không thành công của Phoenix. Nhưng vẫn là Hùng Vũ Thọ giành lại bóng cho Phoenix và một quả phạt dành cho Phượng Hoàng Tím. Cường Con, Duy Kiên đang là những người sẵn sàng dứt điểm bóng hai. Quân Etoo sẽ là người đá thẳng hoặc là chuyền bóng. Duy Kiên. Và dư sút cũng khá hay của Duy Kiên nhưng chưa thể chiến thắng được hệ thống phòng ngự của THEANH28. Đây tức là câu trả lời của các cầu thủ Phoenix. Mọi thứ đang diễn ra một cách sôi nổi và hấp dẫn hơn rất nhiều ở hiệp 2. Một pha bỏ lỡ vô cùng đáng tiếc của Cường Con. Lần này thì Sơn TP đã không thể vượt qua được Quân Etoo. Hùng Vũ Thọ rất nhanh, chắc chắn phải là bàn thắng rồi. không thể không ghi bàn. Đó là bàn thắng cực kỳ dễ dàng của Cường Con. Nhưng trước đó là một pha phối hợp tam giác tuyệt vời của cầu thủ Phoenix. Hùng Vũ Thọ cho thấy được tầm quan trọng, sự càn lướt, sự dũng mãnh và hiệu quả ở khu vực giữa sân. Một pha xâm nhập thẳng vào khu vực trung lộ của Hùng Vũ Thọ, thu hút 3 cầu thủ áo xanh hút vào vị trí của Hùng Vũ Thọ. Một pha di chuyển thông minh của Sơn Hải ở bên phía hành lang cánh phải, và sau đó là một đường chuyền không thể thuận lợi hơn để Cường Con ghi bàn. EOC Đại Từ đang cho thấy được một phong độ rất cao trong quãng thời gian gần đây. Như vậy là đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho các cầu thủ Thế Anh 28. Ngôi sao sáng nhất của họ, Trần Hoàng Sơn đã lên tiếng. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Quý Tùng là người thực hiện một cú che bóng rất vừa tầm, và Trần Hoàng Sơn đã tận dụng thể hình cao hơn 1m80, bật cao và dứt điểm nhẹ nhàng và khung thành trước sự bất lực của Ý Hòa. Hùng Vũ Thọ không được, bóng trúng vào dọc. Một pha bóng có thể nói là cực. Vẫn là Quý Tùng, bóng rung lưới nhưng lại tiếc là rung ở bên phía ngoài. Quý Tùng lẽ ra cần phải làm tốt hơn trong tình huống phối hợp và dứt điểm này của các cầu thủ Thanh 28. Pha phối hợp rất hay. Đối mặt với Ý Hòa rồi, góc sút cũng không phải là quá hẹp. Sơn TB, cú đá thẳng, bóng trúng vào dọc. Một tình huống dứt điểm rất nhanh và quyết đoán của Sơn TB. Thủ môn Ý Hòa cũng đã có một thoáng giật mình. Đang hoạt động và sinh sống tại khu vực Móng Cái, Quảng Ninh. Dũng Ốc cũng là một cựu thành viên của Chà Đi Ma. Nguy hiểm. Vẫn là một pha xử lý có thể nói là cực kỳ kỹ thuật và khó chịu của Sơn TB. Cả Quân Etoo, cả Ý Hòa đều lao vào nhưng chưa thể cắt được bóng trong chân của Sơn TB. Phía hành lang cánh phải, còn đây là Dũng Ốc. Quân Etoo, Hùng Vũ Thọ, Sơn Hải đã mang lên. Đinh Sơn Hải, Duy Kiên, pha xử lý hay của Duy Kiên, không vào, vẫn không vào. Một pha bóng phản công có thể nói là cực kỳ thú vị của Phoenix. Chúng ta vừa xem lại pha xử lý của Quý Tùng, lại là Sơn TB. Rất vừa tầm, Quý Tùng không được. Rất tiếc là đường căng ngang của Quý Tùng, bóng không đến được vị trí của Dũng Ốc. Chính Hiếu Hà Lan không được. Đông Đức Hải, Dũng Ốc, nguy hiểm. Đó là tình huống chuyền bóng tấn công của các cầu thủ. Rất may là có vẻ như Tính Trọng đã kịp cứu thua ngay ở trên vạch vôi. Cầu thủ trẻ bên phía Phoenix chỉ cần một tình huống nghiêng người cứa lòng nhẹ nhàng thôi. Rất tiếc là ở những giây thiếu cuối cùng thì cầu thủ xuất sắc nhất của Thế Anh 28 đã xử lý bóng lỗi, và cơ hội dành cho Thế Anh 28 đã không còn nữa. Đội bóng